BOT cây lậy là cái quần què à gì? Bà mẹ nó nói văn minh thì nó là cái trạm thu phí hen. Còn nói hoạch tẹt trắng trợn ra thì nó là cái chốt ăn cướp ngày, cái chỗ để rút máu của dân. Mẹ nghĩ làm sao đi làm bộ sơn phết dài ba cái cầu, đi chắp vá đường xá chỗ này một chút, chỗ kia một chút, trải nhựa chút xíu là bắt đầu tự cho mình cái quyền đặt nguyên một cái trạm thu phí chà bá lửa lên trên đường quốc lộ 1 á, để mà cướp tiền của người đi qua đi lại. Hai chiều ba chiều luôn. Trời, ta nói dân mà không cần đi đường tránh đường né, con mẹ gì của tụi bay cũng phải ói tiền ra cúng đường cho tụi bay. Rồi thử hỏi dân người ta sống gần đó nghe, một ngày mà rủi người ta có công chuyện, người ta đi ngang chừng dài ba lượt thôi, người ta phải cúng cô hồn sống cho tụi bay kiểu đó thì dân làm sao sống cho nổi hả tụi bay? Ủa mắc mớ gì ai cần tụi bay sửa đường vậy? Đường xá cầu cống vẫn còn đi lại, giao thông ngon lành. Mắc con mẹ gì ngứa háng sữa, rồi kê khống lên 400 tỷ bạc, nói sửa 26 cây số mét đường với 14 cây cầu. Trong khi lúc dân người ta kiểm tra lại thì thấy mất mẹ nó hai cây cầu. Có nghĩa là trong thực tế chưa từng tồn tại hai cây cầu đó. Kê khống lên hai cây cầu để rút máu của dân. Mẹ tới nổi cầu mà cũng nhai luôn nữa. Mất dạy không? Mẹ cái quần què gì cũng nhai cũng táp hết trơn hết trọi á. Táp từ sữa tả cước xu của con nít đã đành rồi. Vét sạch niêu sạch nồi gạo nhà dân. Mà đó đéo có đắp cho đầy được cái túi tham không đái của tụi bay. Mẹ tao nói tụi bay ăn cái phí cầu đường tới ngập cái bản mặt của tụi bay rồi, ngập mấy cái bản mặt heo nọc của tụi bay rồi mà đéo đủ nữa. Bây giờ cái quần què gì nó cũng có phí cầu đường ở trong đó hết trơn hết trọi á. Tới nỗi mỗi lít xăng cũng phải cõng trên lưng cái phí cầu đường. Ủa, thì sửa chữa cầu đường thì lấy cái phí đó đắp vô. Mắc con mẹ gì cũng phải bắt dân ói nghe. Trong khi thuế má thì bây giờ đứng cao nhất trong khu vực rồi. VAT đó, 12% rồi. Hả? Phải nhất mới chịu. Trong khi lương bổng của dân thì như cục cất gì đó, đéo có tăng đâu. Đối với cái quân ăn cướp ngày của tụi bay á, tụi bay thấy không? Dân người ta cũng cư xử với tụi bay như phường ăn mày vậy đó. Trộm vậy là mai phước cho tụi bay rồi. Đó, tụi bay muốn tiền thôi chứ gì. Đó, thì dân người ta đấy bạc lẻ, bạc cắt á, người ta đập bạch vô trong mặt tụi bay vậy đó. Cho tụi bay đếm chích mọi nha tụi bay luôn. Mẹ ta nói tiền nào cũng là tiền hen. Bạc lẻ, bạc cắt đều là tiền. Phàm những đồng tiền được nhà nước cho phép lưu hành đều là tiền có giá trị sử dụng. Mẹ thằng nào con nào chê bai á, nói trả bạc cắt bạc lẻ là vi phạm pháp luật, đòi đem công an ra khè dân á, thì mã cha tụi bay mới chính là những thằng những con vi phạm pháp luật đầu tiên á. Bởi vì sao? Trời ơi, tiền nhà nước cho phép lưu hành mà tụi bay chơi thì chẳng khác nào tụi bay đang bôi cho trét trấu trong mặt nhà nước mình. Tiên sư bố tụi bay. Mẹ tụi bay ăn bạc tỷ với bạc chẳng quen rồi, tụi bay đéo biết được giá trị của những đồng bạc lẻ phải không? Mẹ nói tụi bay biết, để có được những đồng bạc lẻ đó, các ba các mẹ của tụi bay là dân tụi tao nè, cũng phải cài đổ mà hôi hán dán mà hôi nách mới có, chứ đéo có phải ngồi phè phởn mà ăn bạc chẳng bạc tỷ như tụi bay đâu nha không? Các bác tài cứ tiếp tục chơi tới luôn đi, toàn dân Việt Nam đứng đằng sau lưng ủng hộ các bác, hay người ta còn gọi là tới luôn bác tài đó. Cứ tiền lẻ bạc cắt mà đập phạch phạch cho trong mặt tụi nó, cho tụi nó đếm chết mẹ tụi nó luôn, cho tụi nó biết toàn dân Việt Nam chúng ta không dễ bị ăn hiếp. Cho dù có bị chúng nó xẻ thịt thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tư thế để bị xẻ thịt một cách rất ư là chảnh chó để đỡ nhột. Mẹ còn cái chính quyền nghiện hút kia, trời ơi, nói cho tụi bay biết nha, trong các thể loại nghiện hút á, chưa từng có một cái thể loại nghiện hút nào mà nó bất nhân, mà nó khốn nạn như cho bằng là nghiện hút máu đồng bào như tụi bay đó nha không. Mẹ nó tụi bay đã sai tè le hột me ra rồi, thì khi dân người ta chửi tụi bay á, tụi bay phải biết tiếp thu để tụi bay sửa chữa chứ. Đằng này đéo, đéo tiếp thu, đéo sửa chữa, giỏi lấp liếm ngụy biện thôi, để mà che đậy cho những cái hành vi ăn cướp bẩn thỉu của tụi bay á. Mẹ tụi bay á, tự cho mình cái quyền ngồi xổm trên pháp luật ha, ngồi xổm trên đầu trên cổ của nhân dân ha. Mẹ rồi một ngày tụi bay té sắp mặt lờ tụi bay cho tụi bay chết mẹ tụi bay luôn nha không. Còn nữa, mẹ tụi bay ăn cướp cho cố để làm cái con mẹ gì vậy tụi bay? Mẹ cho dù tụi bay có tiền muôn bạc dạng cỡ nào đi nữa thì ở trên đời này á cũng sẽ có một thứ mà tụi bay không bao giờ tụi bay có thể nào mua được, đó chính là lòng dân. Nghe rõ chưa?